Bước sang năm mới Giáp Thìn 2024, tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 Nam Mạng, liệu có gặp may mắn đón chọn lộc trời ban hay vận hạn biến đổi như thế nào? Cách thức hóa hung thành cát, đổi đời chuyển vận, giàu sang phú quý. Hoan hỉ chào đón quý vị đã đến với kênh Vượng Tài Lộc. Chúc quý vị và các bạn ngày mới tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Kính thưa quý vị và các bạn, mỗi người sinh ra có những cung mệnh tương ứng với vận hạn và tính cách khác nhau. Từ đó số mệnh con người cũng khác nhau. Trong những người mà chúng ta gặp trên đường ngày hôm nay, có mấy ai không phải phiền não chuyện cơm áo gạo tiền. Sau từng đó thời gian vất vả, ganh đua trên từng chặng đường, có lúc nào an vui không lo toan, ngày lo được, đêm lo mất, chẳng biết trời nhạt màu xanh từ bao giờ. Trong chuyên mục Tử Vi năm 2024 của 12 con giáp ngày hôm nay, ban biên tập chương trình kênh Vượng Tài Lộc sẽ cùng quý vị luận bàn về tử vi tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, Nam Mạng. Vậy trong năm Giáp Thìn 2024, quý mệnh chủ tuổi Giáp Dần giàu có hay nghèo khổ, sự nghiệp sẽ ra sao, tài lộc sẽ như thế nào, tình duyên, sức khỏe liệu có hoàn mỹ hay không? Ngay bây giờ, Vượng Tài Lộc xin mời quý vị đi vào nội dung chi tiết. Đầu tiên là tổng quan tử vi năm 2024, tuổi Giáp Dần 1974, Nam Mạng. Những người có ngày sinh dương lịch trong khoảng thời gian từ 23 tháng 1 năm 1974 cho đến mùng 10 tháng 2 năm 1975 thuộc tuổi Giáp Dần, cầm tinh con hổ. Thiên can Giáp đi với địa chi Dần có ý nghĩa là lập định chi hổ, tức hổ tự lập. Xét trên phương diện tử vi chọn đời, cuộc đời của người tuổi Dần trải qua rất nhiều thăng trầm. Có lúc tự hào trong vinh quang tột đỉnh, nhưng cũng có khi thất vọng tràn trề trong thất bại. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, họ vẫn không đánh mất đi những phẩm chất đáng quý của bản thân. Chỉ cần bình tâm và giữ vững bản lĩnh, họ có thể dễ dàng vượt qua mọi sóng gió cuộc đời. Xem tử vi năm 2024, tuổi Giáp Dần, Nam Mạng, theo ngũ hành bản mệnh. Người tuổi này có ngũ hành bản mệnh thuộc thủy, gặp năm 2024 là ngũ hành hành hỏa, thể hiện về quan hệ khắc xuất, xấu. Bởi vậy trong năm Giáp Thìn, chủ mệnh có thể phải đối diện với nhiều hao tổn, đó là về sức khỏe không được tốt, khó khăn hay bất lợi đưa tới trong công việc. Tuy nhiên, đây cũng là năm mệnh chủ đạt được một số kết quả tốt đẹp và thành công nhất định, được quý nhân tương trợ. Xem tử vi năm 2024, tuổi Giáp Dần, Nam Mạng, theo thiên can. Thiên can tuổi là Giáp, thuộc ngũ hành mộc, gặp năm có thiên can Giáp, ngũ hành mộc là tương trợ. Ý nghĩa chủ về người tuổi này có một năm luôn được quý nhân trợ giúp, đó là những người bạn, người thân hoặc đồng nghiệp của mệnh chủ. Xem tử vi năm 2024, tuổi Giáp Dần, Nam Mạng, theo địa chi. Địa chi tuổi này là Dần, thuộc hành mộc, gặp năm Giáp Thìn 2024 có địa chi Thìn thuộc hành thổ là quan hệ bình hòa. Trong năm, công việc của mệnh chủ có sự ổn định. Ngũ hành mộc của địa chi tuổi xung khắc với ngũ hành thổ của địa chi năm, nên đây là năm người tuổi Dần chủ về hao tổn, không nên tiến hành những thay đổi trong công việc, dễ gặp bất lợi. Chủ mệnh nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tiến hành công việc. Tốt nhất nên chọn thời điểm thuận lợi hơn. Xem tử vi năm 2024, tuổi Giáp Dần, Nam Mạng, theo cung phi. Người sinh năm này thuộc cung Đoài, ngũ hành thuộc kim, gặp cung chấn của năm Giáp Thìn, ngũ hành thuộc mộc, là chủ về khí tuyệt mệnh. Đây là năm ảnh hưởng của khí xấu, nên người cung Đoài có thể có chuyển biến không tốt về sức khỏe. Luận tử vi mệnh chủ trong năm 2024, thấy mối quan hệ gia đạo, nhất là vợ chồng có chuyện mâu thuẫn. Công việc không thuận, khó thành công. Ngũ hành cung phi kim của tuổi khắc với ngũ hành mộc của cung phi năm, nên vận trình công việc và tài lộc có phần bất lợi. Trong năm nay, quý mệnh chủ sẽ cần phải sử dụng vòng cổ Minh Quang Pháp Bảo để bổ trợ cho thân mệnh của mình. Minh Quang Pháp Bảo là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây là vật phẩm trang sức hộ thân, có tác dụng kích hoạt tài lộc, chiêu phúc nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực,
giúp gia chủ nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Bên trong quả cầu pha lê sẽ được chạm khắc toàn bộ chú Bát Nhã Tâm Kinh. Bộ kinh có ý nghĩa lớn, nói về trí tuệ và sự thông tuệ. Khi sử dụng ánh sáng chiếu vào trong quả cầu pha lê, sẽ hiện lên hình ảnh bộ Bát Nhã Tâm Kinh và hình tượng của Đức Phật. Minh quang pháp bảo giống như một tấm phù cầu bình an, may mắn của Đức Phật, luôn luôn bảo vệ cho gia chủ sử dụng. Vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo được thầy Thuần Phong trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Trong năm 2024, quý bạn Nam Mạng tuổi Giáp Dần gặp sao nào chiếu mệnh? Sao chiếu mệnh Nam Mạng tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong năm Giáp Thìn 2024 là sao Vân Hán. Vân Hán tháng 2, tháng 5, lời qua tiếng lại ăn nằm nào yên. Tháng 8, rắc rối than phiền, làm ơn mắc oán muộn phiền tâm thân. Theo hệ thống cửu diệu của niên hạn, sao Vân Hán là sao trung tinh, có cát có hung. Trong năm này, để nắm bắt và vận dụng triệt để vận may được đưa đến, bản mệnh cần rèn luyện cho mình sự bình tĩnh và vững vàng trong mọi tình huống. Nếu kiểm soát tốt bản thân, mệnh chủ sẽ gặt hái được khá nhiều trái ngọt trong công việc. Trong năm, tháng 2 và tháng 8 âm lịch là tháng xấu với quý mệnh. Chú ý trong gia đạo có chuyện không vui, quan trường đề phòng bất trắc. Cách hóa giải và tăng cường may mắn khi gặp sao Vân Hán chiếu mệnh trong năm 2024. Mỗi tháng vào ngày 29 âm lịch, đóng kín các cửa sổ trong nhà, dùng 15 cây đèn cầy cùng hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng chính nam khấn vái. Nam phương bính đinh hỏa đức tinh quân thì sẽ được nhẹ bớt phần nào. Trên tờ giấy màu đỏ ghi tên tinh tú tọa bản mệnh, nam phương bính đinh hỏa đức tinh quân, dùng một cây rìu chặn phía trên, lấy vải đỏ che kín bùa và rìu, rồi đặt đằng sau 3 nén hương đã dâng. Sau đó, mặt hướng về phía chính nam, tĩnh tọa trong khoảng thời gian từ 9 đến 11 giờ. Qua 11 giờ, đem bùa vào nhà bếp đốt là được. Để tăng cường may mắn và tài lộc cho bản thân, quý mệnh chủ tuổi Giáp Dần nên chọn vật phẩm trang sức phong thủy thuộc hành thủy là hợp với bản mệnh nhất. Ngoài ra, có thể chọn màu trắng thuộc hành kim, bởi kim sinh thủy cũng rất tốt cho bản mệnh. Trong năm 2024, quý bạn Nam Mạng tuổi Giáp Dần 1974 gặp niên hạn nào? Trong năm Giáp Thìn, mệnh chủ tuổi Giáp Dần gặp hạn Thiên La. Thiên La hạn ấy quái kỳ, quỷ ma quấy phá, tâm thì chẳng an. Thiên La hạn phải lao đao, dẫu khỏi bệnh tật, họa trào phải phòng. Hạn Thiên La chủ về sức khỏe không tốt, do vậy vận trình sức khỏe của mệnh chủ trong năm thường bị ốm đau, lâu ngày khó khỏi. Bởi vậy, cả tinh thần và sức khỏe của quý bạn đều bị ảnh hưởng nhất định. Cách hóa giải hạn Thiên La năm 2024. Thứ nhất, gặp hạn này bản mệnh cần rèn luyện cho mình sự bình tĩnh và vững vàng trong mọi tình huống. Thường xuyên có những biện pháp nghỉ ngơi thư giãn giúp giải tỏa tinh thần. Có thể đi du lịch hay nghỉ dưỡng ngắn ngày cũng là một phương pháp hữu hiệu để nâng cao tinh thần. Thứ hai, khi xảy ra mâu thuẫn, vợ chồng nên nhường nhịn, kiềm chế bản thân, không nên nghi ngờ, ghen tuông mù quáng, gặp vấn đề cần ngồi lại, chia sẻ cùng nhau, tìm ra cách giải quyết phù hợp nhất. Thứ ba, phân bổ thời gian nghỉ ngơi và làm việc hợp lý, ăn uống khoa học, tăng cường rèn luyện thể thao và tránh sử dụng các chất kích thích, giữ tinh thần thoải mái. Thứ tư, sống hướng thiện, tu dưỡng đạo đức phẩm hạnh, giúp đỡ người khó khăn bằng tấm lòng chân thành. Thứ năm, dành thời gian đi đền chùa cầu an và siêng năng chu đáo tế bái tổ tiên. Trong năm 2024, Nam Mạng tuổi Giáp Dần có gặp hạn tam tai không? Không, quý mệnh chủ không gặp hạn tam tai trong năm 2024. Trong năm 2024, Nam Mạng tuổi Giáp Dần có phạm kim lâu không? Có, bước sang năm mới Giáp Thìn 2024, quý bạn 51 tuổi phạm kim lâu tử. Trong năm 2024, Nam Mạng tuổi Giáp Dần có phạm thái tuế không? Không. Trong năm 2024, Nam Mạng tuổi Giáp Dần có phạm hoàng ốc không?
Có. Trong năm Giáp Thìn 2024, quý bạn nam mạng sinh năm 1974, Phạm Hoàng Ốc ở Lục Hoàng Ốc, tạo ra bất khả thành. Người xưa quan niệm, tuổi này làm nhà thì không có người ở, hoặc làm ăn thường gặp khó khăn nên nhà trống trơn. Sau đây, mời quý vị cùng Vượng Tài Lộc luận giải chi tiết về tử vi tuổi Giáp Dần, nam mạng trong năm 2024 trên những phương diện nổi bật như công việc, tài vận, gia đạo và sức khỏe. Về phương diện công việc, sự nghiệp, vận trình công danh sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Giáp Dần 1974 trong năm 2024 cần nhiều kiên trì và nỗ lực. Xét về sao hạn cũng như ngũ hành, thấy rằng năm nay có thể nhiều trắc trở, gian truân trên đường làm ăn của gia chủ. Song, đây cơ bản là những cơn mưa rào để thử sức những người thật sự có quyết tâm. Nếu vượt qua được cơn mưa này, ắt sẽ nhìn thấy được cầu vồng. Quyết tâm càng cao, thành quả gặt hái sẽ càng lớn. Về phương diện tài chính, nhìn chung, phương diện tài chính trong năm này không thật sự quá khởi sắc. Vận tài lộc có, nhưng để có được một khoản dư như ý thì mệnh chủ cần phải đề cao các phương án tích lũy. Ngoài ra, với các hoạt động đầu tư đã triển khai, quý mệnh chủ nên áp dụng phương pháp cuốn chiếu để thu hồi bớt vốn, tránh tình trạng tiền bạc thất thoát quá nhiều khi có vấn đề không mong muốn xảy ra. Về phương diện tình duyên gia đạo, sao hạn năm nay chiếu vào mệnh chủ đều thiên về tình cảm gia đạo. Do vậy, trong năm 2024 này, kiên nhẫn và bình tĩnh là hai yếu tố chính giúp tình cảm gia đình của mệnh chủ tiến triển tốt đẹp. Buông bỏ bớt những chấp niệm là cách giúp mệnh chủ sớm có được một cuộc sống thư thái và an yên hơn. Sự thấu hiểu và sẻ chia kịp thời sẽ giúp dập tắt triệt để các hiểu lầm khi vừa mới nhen nhóm. Nếu làm được những điều trên, thì cuộc sống gia đạo năm 2024 của quý mệnh tuổi Giáp Dần sẽ rất ấm êm, hòa thuận và hạnh phúc. Về phương diện sức khỏe, bước sang năm mới 2024, phương diện sức khỏe của quý bạn có phần giảm sút. Mệnh chủ nên thường xuyên thăm khám sức khỏe định kỳ và có chế độ làm việc nghỉ ngơi hợp lý. Bên cạnh đó, quý bạn cần tập cho mình thói quen thể dục thể thao cũng như chú ý tới việc bổ sung dưỡng chất thiết yếu cho tuổi ngũ tuần. Quý vị thân mến, may mắn và cố gắng luôn là hai phạm trù đối nghịch nhau. Để có được thành công, ta chỉ cần có được sự cố gắng không ngừng của bản thân, hay nhất thiết phải có được sự xuất hiện của may mắn trong cuộc sống. Hãy luôn nỗ lực cố gắng, trau dồi bản thân để có thêm kiến thức, theo đuổi mục tiêu của mình. Vừa rồi, Vượng Tài Lộc đã chia sẻ chi tiết vận trình tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong năm 2024. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ sẽ giúp cho quý vị có cái nhìn tổng quan, xác định hướng đi đúng đắn và xây dựng kế hoạch cho mình trong năm 2024 tới. Vận xấu nào cũng có thể tiêu tan, xui xẻo nào cũng có thể phòng tránh và may mắn nào cũng có thể nắm bắt. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.